mươi 2386, một trận chiến kinh thiên hạ nhưng mà Lý Thất Dạ vẫn cự tuyệt không do dự, dường như căn bản là không đặt xong đế chi tử trong lòng, cự tuyệt cũng tùy tâm sở dục, xem ra ngươi không muốn, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, cơ hội ta đã cho ngươi, đáng tiếc, ngươi không có nắm chặt, sau khi nói xong, xoay người rời đi, Tiêu Hữu thời điểm Lý Thất Dạ xoay người rời đi, xong đế chi tử gọi Lý Thất Dạ lại, chậm rãi nói ra, mọi sự cũng phải cứ ngang giá là được, nên nắm chắc chừng mực, người trên thế gian cũng không phải nói một mình một người chiếm lợi mới là chuyện tốt, có đôi khi ăn chút thiệt thòi là phúc, bất kể là ai, có đôi khi hiểu được lấy hay bỏ mới là biết đến thối. Song đế chi tử nói ra lời này, không ít tu sĩ hít thở không thông. Mặc dù nói xong đế chi tử nói thật phần mịt mờ, nhưng mà rất nhiều người đi ra ngoài lăn lộn đều hiểu câu này có ý gì. Song đế chi tử đang cảnh cáo lý thất giả, thậm chí là đang uy hiếp lý thất giả. Đây chính là một tồn tại hoành kích tiên đế, bất luận là ai nếu bị tồn tại hoành kích tiên đế uy hiếp, chỉ sợ ăn vô vị, ngủ bất an, thậm chí hàng đêm nằm mơ thấy ác mộng. Nghe xong đế chi tử nói cả buổi, lý thất giả xoay người lại, nhìn xong đế chi tử sau đó nói, uy hiếp ta đúng không? Trên thế gian này vẫn chưa có người nào dám uy hiếp ta. Nếu như người thức thời, Vậy ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người đi, ít xuất hiện một chút cho ta, chuyện hôm nay ta xem như chưa từng xảy ra. Nếu không hậu đại tiên đế thì như thế nào, hậu đai thụ tổ thì có làm sao? Trong mắt ta, không phải tùy tiện một a miêu a cẩu nào cũng có thể xưng là hoành kích tiên đế, đừng tưởng rằng tiếp được năm trăm chiêu của tiên đế thì thật sự có tư cách gọi mình là hoành kích tiên đế, thật sự cho rằng mình có tư cách chống lại tiên đế hay sao? Ta không phải phụ thân ngươi, ra tay sẽ hạ thủ lưu tình, chọc giận ta, không chỉ nói ngươi là con tiên đế, cho dù là con của thương thiên ta cũng tháo đầu ngươi xuống làm bô, nói đến đây, Lý thất dạ cười nhạt một chút nghe lý thất dạ nói như vậy tất cả mọi người ngây ngốc rất nhiều người há to miệng trong khoảng thời gian ngắn thẫn thử thật lâu lúc này tất cả mọi người không thể nào hình dung tốt tâm tình của mình khí phách trừ từ này ra không còn từ gì có thể hình dung được lý thất dạ không ít người đổ mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay uy hiếp hoành kích tiên đế đây là chuyện bá đạo bực nào lý thất dạ nói cả buổi nhưng thật sự không đặt xong đế chi tử vào trong mắt lý thất dạ vừa nói ra lời này sắc mặt song đế chi tử sắc mặt hết sức khó coi hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lý thất dạ lúc này trong lòng hắn đã giận dữ hắn chính là song đế chi tử là hậu đại tiên đế cùng thụ tổ hơn nữa thực lực của hắn là không thể nghi ngờ tại thiên linh giới dám là địch với hắn cũng chẳng có mấy người quản chi là mộng trấn thiên nhìn thấy hắn cũng phải hành lễ vãn bối hiện tại thì tốt rồi lý thất dạ chỉ là vãn bối nhân tộc lại dám uy hiếp hắn thậm chí còn xem thường hắn hắn tức điên lên lý thất dạ nói xong cũng không có tiếp tục nhìn song đế chi tử cũng để chú ý tới hắn mang theo tổ ung hoàng xoay người rời đi trong khoảng thời gian ngắn vô số người ngừng thở tất cả mọi người lo lắng thầy lý thất dạ song đế tri tử đang tức giận hoàn toàn có thể ra tay với lý thất dạ thậm chí là chém giết lý thất dạ mọi người cũng không biết song đế tri tử thật sự tức giận ra tay không biết lý thất dạ có thể địch nổi hay không nhưng mà thời điểm lý thất dạ xoay người rời đi song đế Chi tử trong nội tâm lửa giận ngút trời lại không có ra tay hắn chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm vào lý thất dạ đi ra ánh mắt của hắn trở nên đong trầm và đáng sợ nhìn ánh mắt song đế tri tử biến thành đáng sợ không biết có bao nhiêu người chấn động tuy ánh mắt đáng sợ đó nhìn chăm chăm vào lý thất dạ mà không phải chăm chăm lấy bọn họ nhưng mà bọn họ vẫn cảm giác mình như gặp ác mộng ánh mắt đó thật đáng sợ tuy thời sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì trong vòng một đêm một hồi phong bạo đáng sợ quét qua cả thiên linh giới cả thiên linh giới chấn động mộng chấn thiên hắc ám cổ vương tử long trúc á tổ hai loa đế vương và bốn đại quân đoàn đã bị lý thất dạ đồ diệt một cũng không còn tồn tại tin tức này vừa truyền ra nó biến thành cơn bão khủng khiếp ập thẳng vào thiên linh giới vô số tu sĩ hoảng sợ vô số đại giáo truyền thừa thất thần trong khoảng thời gian ngắn thiên linh giới phong vân dung chuyển cái gì mộng chấn thiên chết thời điểm nghe được tin tức này có đại nhân vật mỹ linh nhất tộc không tin nổi còn tưởng rằng đây là giả trải qua liên tục xác định mới biết đây là sự thật đại nhân vật mỹ linh nhất tộc thật lâu không phục hồi tinh thần lại phải biết rằng đương thời mộng trấn thiên xuất thế vấn đỉnh thiên bệnh Mị linh nhất tộc không biết có bao nhiêu người không xem trọng mộng trấn thiên rất nhiều người đều cho rằng mộng trấn thiên là người có hy vọng trở thành tiên đế nhất thiên linh giới ở kiếp này mộng trấn thiên chết cái này cái này cái này ta làm sao bây giờ chúng ta đã ném ra không ít nhân lực vật lực đấy có một ít truyền thừa kết minh với mộng chấn thiên nghe được tin tức này giáo chủ đều đặt mông ngồi xuống ghế không cách nào khôi phục tinh thần lại bởi vì vì mọi người xem trọng mộng chấn thiên từng có không ít đại giáo truyền thừa và đế thống tiên môn kết minh với mộng chấn thiên thời điểm kết minh đã hao rất nhiều tài nguyên hiện tại mộng chấn thiên chết những minh hữu như bọn họ chẳng khác gì dùng giò chém múc nước dã chàng xe chàng tất cả đều nhập vào tâm huyết đã biến thành bong bóng thậm chí có đế thống tiên môn sau khi nghe tin tức này đã triệt để há hốc mồm bởi vì có đế thống tiên môn kết quan hệ thông gia với Mộng Chấn Thiên, ý định mang công chúa gả cho Mộng Chấn Thiên. Hiện tại Mộng Chấn Thiên vừa chết, đối với một ít đế thống tiên môn mà nói đó là tổn thất thảm trọng, thậm chí có đế thống tiên môn đã thả tin tức quan hệ thông gia ra, hiện tại Mộng Chấn Thiên chết, tin tức này như nước dội ra ngoài, rốt cuộc không thu được, chuyện này quá nghịch thiên a, à. đây hoàn toàn là nghịch tập. Có lão tổ nghe tin tức này đã rung động dữ dội, nói ra, trong thiên linh giới, chỉ là một nhân tộc, luận tài nguyên, luận nhân mạch đều không bằng Mộng Chấn Thiên, vậy mà có thể đi tới tình trạng này, đúng là khó lường, chỉ sợ vị trí tiên đế đương thời không phải hắn không ai có thể làm đồng thời tin tức lý thất giả dạ tu luyện ra 13 mệnh cung nó chẳng khác gì bom tấn nổ tung cả thiên linh giới nghe tin tức này rất nhiều người rất khó tưởng tượng nổi 13 mệnh cung chương 2387 chuyện cũ khó quay đầu một không quản là ai cho dù là lão bất tử phủ vùi vô số năm tháng cũng thức tỉnh lập tức hoàng sợ nói ra đây là yêu quái sao thế gian này làm sao có thể tu luyện ra 13 mệnh cung lý thất giả dạ cuối cùng là quái vật gì trong vòng một đêm cả thiên linh giới rung động tin tức này chẳng khác gì quả bom cả thiên linh giới chấn động gió nổi mây phun nhanh đi nghe ngóng một chút lý thất giả dạ có đạo nữ hay không công chúa chúng ta nguyện ý thông gia với hắn nghe được tin tức kinh thiên động địa này có đế thống tiên môn phục hồi tinh thần lại lập tức phái đệ tử đắc ý đi ra ngoài tìm hiểu bất cứ kẻ nào trong tông môn bất luận đệ tử nào cũng không thể là địch với lý thất dạ nếu gặp được lý thất dạ mặc kệ hắn cần gì đều tận lực hiệp trợ nếu cần thiết có thể tùy thời báo cáo sư môn sư môn sẽ toàn lực tương trợ trong vòng một đêm sau khi nghe tin tức báo cáo rất nhiều đại giáo truyền thừa thậm chí là đế thống tiên môn đã khuyên bảo môn hạ đệ tử như thế trong vòng một đêm lý thất dạ biến thành nhân vật chạm tay có thể bỏng vô số người vô số truyền thừa đang tranh luận với nhau trong vòng một đêm Lý Thất Dạ đã nhảy lên đỉnh phong thiên linh giới, vô số tu sĩ, vô số đại giáo truyền thừa kết giao với Lý Thất Dạ, rất nhiều người thậm chí kéo quan hệ với Lý Thất Dạ. Trong vòng một đêm, các môn phái thiên linh giới được bắt tay nhau, hy vọng có thể tìm được người quen biết Lý Thất Dạ, nguyện quan hệ này ôm đùi Lý Thất Dạ. Ở kiếp này, tiên đế không phải Lý Thất Dạ sẽ không có ai khác. Trong một đêm đã có không ít cường giả, không ít đại giáo truyền thừa thậm chí là đế thống tiên môn đã nhận định như thế. Tuyển thần môn chúng ta ủng hộ Lý công tử, chỉ cần Lý công tử có chỗ cần chúng ta, cứ mở miệng, tuyên thần môn chúng ta sẽ không từ chối. Có một ít môn phái truyền thừa không cách nào kéo quan hệ với Lý Thất Dạ, lập tức thả tiếng gió, tuyên bố muốn ra sức cho Lý Thất Dạ. Mọi người đều biết, thừa dịp Lý Thất Dạ còn chưa trở thành tiên đế, còn có cơ hội kéo quan hệ với Lý Thất Dạ, một khi Lý Thất Dạ trở thành tiên đế, đi tới bước này, muốn kéo quan hệ là không có khả năng. Vào thời điểm mọi người nghị luận, Lý Thất Dạ mang theo Tô Ung Hoàng trở lại chân vũ đảo, nghe được Lý Thất Dạ chiến thắng trở về, tất cả nằm trong dự liệu của Đạm Đài Nhược Nam, thiếu gia không ra tay thì thôi, vừa ra tay phải kinh thiên, nhìn thấy Lý Thất Dạ về sau, Đạm Đài Nhược Nam vừa cười vừa nói, một lần hành động đồ diệt mộng trấn thiên tất cả nằm trong dự liệu đạm đài nhược nam không có gì kinh ngạc đạm đài nhược nam rất rõ ràng đối với công tử của nàng mà nói mộng trấn thiên chẳng là cái gì cả muốn giết cứ giết tiểu đà tiểu nháo mà thôi lý thất giả tùy ý cười nói ngay cả tồn tại hoành kích tiên đế cũng không ra tay muốn chính thức nóng người cũng không có nói gì tới làm lớn một hồi nếu có ngoại nhân nghe hai người nói chuyện nhất định sẽ bị dọa phát mộng đồ sát đám người mộng trấn thiên cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo như vậy chính thức làm lớn sẽ là đại sự kinh thiên cỡ nào luận hoành kích tiên đế chính thức trong thiên linh giới đúng là có năm ba người chỉ sợ mấy người kia hoặc nhiều hoặc ít có nghe qua sự tích của công tử ngài, thiếu gia nếu ở thiên linh giới, chỉ sợ cho bọn họ mười lá gan cũng không dám ló mắt ra ngoài, về phần những kẻ tự xưng là hoành kích tiên đế, chỉ là một đám mua danh trước tướng mà thôi, đạm đài nhược nam cũng cười cười, nói ra, đối với rất nhiều người mà nói, có thể giao thủ với tiên đế một hai trăm triệu đã có thể xưng là tồn tại hoành kích tiên đế, tiếp một hai trăm triệu của tiên đế mới bại, đây đã là vô địch, những thần hoàng khác không thể tranh phong nhưng mà đối với lý thất dạ và đạm đài nhược nam mà nói bọn họ định nghĩa hoành kích tiên đế hoàn toàn khác biệt bọn họ có tiêu chuẩn cao hơn với hoành kích tiên đế hải loa hào vẫn có thể kéo một người lý thất giả dạ tùy ý cười cười nói ra không sao cả bọn chúng muốn thanh toán thì cứ thanh toán ta cũng muốn đổ sát sạch sẽ như thế sẽ bớt việc nói đến đây hắn nhìn ra xa xa nhìn thần thụ lĩnh mông lung lý thất giả dạ nói rất tùy ý cũng không có để ở trong lòng đạm đài nhập nam cũng hiểu công tử không đạt những người ngành trong lòng trong lòng thiếu gia có lo lắng thấy lý thất giả dạ nhìn qua thần thụ lĩnh thật lâu không nói lời nào đạm đài nhập nam nhỏ giọng hỏi đạm đài nhập nam đi theo lý thất giả dạ lâu như vậy nàng là tâm phúc của lý thất giả dạ, nàng càng hiểu hắn hơn người ngoài mà đạm đài nhược nam xem ra người bình thường căn bản không đáng để công tử để bụng có chút chuẩn bị phía sau đã trở nên vô dụng thật sự làm người ta cảm thấy tức nuối qua một hồi lâu lý thất dạ vừa cười vừa nói thiếu gia muốn đợi nhân vật kinh thiên ra tay sao đạm đài nhược nam cũng đứng sóng vai lý thất dạ nhìn qua thần thụ lĩnh xa xa chỉ là thế hệ tầm thường mà thôi chưa đủ thành đạo những người kia muốn tới thì tới ta sẽ bình định bọn chúng cũng không phải việc khó gì lý thất dạ tùy ý nói ta đã quan sát thần thụ lĩnh nhưng mà xem ra cũng không có gì tốt cả ta tiến vào nội thế giới mang đi một ít gì đó hiện tại lại cầm luân hồi cử diệp thảo thần thụ lĩnh vẫn yên tĩnh hoặc là khiếp sợ uy danh thiếu gia đạm đài nhược nam nói ra lý thất dạ cười cười nhẹ nhàng lắc đầu nói ra hoặc là không phải mặc dù nói cốt hải thần thụ lĩnh bị ta giày vò qua mấy lần muốn chung cúi đầu cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy hiện tại ta đến đây ngược lại hy vọng có thể giày vò một phen hiện tại xem ra chúng đều bảo trì trầm mặc đây là nghỉ ngơi dưỡng sức trong tình huống như vậy chúng không muốn là địch với thiếu gia đạm đài nhược nam cũng hiểu huyền cơ trong đó đúng càng là như thế càng nói rõ sắp tới thời điểm này đại tai nạn ở thiên linh giới đã tới gần lý thất dạ chậm rãi nói ra đạm đài nhược nam trầm mặc một hồi nhẹ nhàng nói ra thiếu gia ý định lật tung thần thủ lĩnh sao hoặc là đẩy một lần bước thẳng hoàng đình không lý thất dạ lại lắc đầu nói ra ta đúng là muốn nói chuyện so với cốt hải đến ta càng muốn nói chuyện với thần thủ lĩnh hơn đây không phải phong cách của thiếu gia lý thất dạ nói như vậy làm cho đạm đài nhược nam cảm thấy ngoài ý muốn kinh ngạc nói một câu Lý Thất Dạ cười rộ lên, vừa cười vừa nói, "Nhược Nam nha, ngươi vừa nói như vậy, chẳng khác gì ta chính là chiến tranh cuồng nhân, tuy ta ưa thích chém chém giết giết, nhưng mà ngẫu nhiên vẫn có thể vui vẻ ngồi xuống nói chuyện, có một ít chuyện, mọi người có thể ngồi nói với nhau, nếu như có thể bàn bạc, tại sao không làm, nếu như bàn không xong cũng chẳng có thùng thoát gì." Chương 2388, chuyện cũ khó quay đầu, hai Lý Thất Dạ nói như vậy làm cho Đạm Đa Nhược Nam hé miệng cười khẽ, qua một hồi lâu, nàng lúc này mới nhẹ nhàng nói ra thiếu gia không phải là người dễ dàng hòa đàm với kẻ khác lại nói thiếu gia khai chiến cũng khai chiến qua thiếu gia thực hạ quyết tâm có thể chấn áp tất cả nếu như vì chính mình ta cũng không sao cả muốn chiến vậy khai chiến đi cũng không phải chuyện gì lớn lý thất dạ thở dài một hơi nói ra lúc này đây ta muốn nói chuyện ta hiểu thần thụ lĩnh nhưng càng hiểu cốt hải nếu quả thật ngày đó đến thiên linh giới chắc chắn sẽ biển máu ngập trời đến một bước kia nói không chừng mỹ linh thụ tộc hải yêu sẽ đi tới hướng diệt vong thiếu gia lo lắng ta sao nghe được lý thất dạ nói cả buổi đạm đài nhược nam hỏi lại lý thất dạ cười rộ lên nhẹ nhàng vuốt tóc nàng nói ra ta chưa bao giờ lo lắng cho ngươi dùng thực lực của ngươi nếu như ngươi thật muốn đi cho dù đại tai nạn tới ngươi cũng có thể rời khỏi nhưng ngươi sẽ không đi ta biết rõ nếu như ngươi muốn đi tuyệt đối sẽ không trở về khi đại tai nạn sắp tới gần nghe lý thất dạ nói đạm đài nhược nam trầm mặc đúng như công tử nói cho dù nàng thực muốn rời khỏi vậy cũng phải là lúc đại tai nạn tới mới rời khỏi đạm đài nhược nam mà ta biết cho tới nay vẫn sẽ nghênh tiếp khó khăn trước sẽ dũng cảm tiến tới tâm không sợ hãi nói đến đây lý thất dạ cười rộ lên nội tâm thập phần cảm khái thiếu gia khen ta như thế, ta cảm thấy mãn nguyện rồi. Đạm Đài Nhược Nam nói một câu, tươi cười rất đẹp. Lý Thất Dạ cười khổ, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra, ta đã lưu lại một ít đồ, lưu lại một chút ít chuẩn bị ở sau, hoặc là tương lai có thể giúp ngươi một tay. Chỉ tiếc ta không thể đích thân giúp ngươi, không thể bình định con đường, không thể chống bầu trời cho ngươi. Không Đạm Đài Nhược Nam lúc này cầm trà tay Lý Thất Dạ, năm ngón tay đan xen vào nhau, nhìn qua Lý Thất Dạ, thập phần nghiêm túc nói ra, thiếu gia đã làm cho ta đủ nhiều rồi, tuy thế nhân đều cho rằng ta thiên phú cực cao, nhưng mà không có thiếu gia, cũng không có thành tựu của ta hôm nay lại nói ta cũng không trách thiếu gia đây là ta lựa chọn thiếu gia đã từng trải con đường tốt cho ta rồi thiếu gia thậm chí đã trải bằng đại đạo quét thông chứng ngại đi thông con đường tiên đế chỉ tiếc là ta cô phụ kỳ vọng thiếu gia là ta lựa chọn lưu lại nói đến đây quản chi là đạm đài nhược nam là nữ tử kiên cường cỡ nào cũng phải buồn rầu vô cớ trong nội tâm cũng ảm đạm trước đây thật lâu sau khi thời đại minh nhân tiên đế chấm dứt đối với đạm đài nhược nam mà nói nàng có rất nhiều lựa chọn bởi vì nàng chẳng huyết thống nàng hoàn toàn có thể rời khỏi thiên linh giới hoàn toàn có thể một đi không trở lại vào thời đại đó nàng khả năng lựa chọn trở thành tiên đế nếu như nàng lựa chọn con đường tiên đế nàng thật sự trở thành tiên đế rồi trong thời đại sau này nàng cũng có thể lựa chọn đi theo công tử lên cửu thiên thập địa lao lên thế giới chúng thần chư đế nhưng cho dù là con giường nào nàng đều không có lựa chọn cuối cùng nàng lựa chọn ở lại thiên linh giới đây là lựa chọn không có khả năng nhất cũng là con đường mà phụ thân nàng không hy vọng nàng đi nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn con đường này cho tới nay thiếu gia làm cho ta đủ nhiều rồi đạm đài nhược nam nói ra thiếu gia cũng không nợ ta trái lại là ta nợ thiếu gia ta biết rõ thiếu gia từng hy vọng ta có ngày trở thành tiên đế thậm chí thiếu gia đã chuẩn bị tốt cho ta chờ ta bước vào con đường này đáng tiếc ta cô phụ thiếu gia trường mong lý thất dạ nhìn qua đạm đài nhược nam cuối cùng hắn đành phải cười khổ có chút bất đắc dĩ nói ngươi thật không nợ ta chỉ tiếc ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi giống như các tiên hiền ở động đình hồ bọn họ cũng có rất nhiều lựa chọn bọn họ có thể chọn nơi thổ địa phì nhiêu trong cửu giới cắm dễ nhưng mà bọn họ cũng như ngươi cuối cùng nhất vẫn lựa chọn ở lại thiên linh giới đây là ngươi lựa chọn cũng là bọn họ lựa chọn mặc dù nói ta có thể mệnh lệnh các ngươi nhưng không thể miễn cưỡng các ngươi các ngươi có truy cầu đây là nơi ký thác đi đến cuối cùng các người vẫn sẽ làm chút gì đó cho thế giới này, muốn lưu lại chút gì đó, các người nhiệt tình yêu vùng đất này, các người đều không hy vọng có ngày cả thiên linh giới tan thành mây khói, nói đến đây, hắn thở dài một hơi, cũng không chỉ có mình ta lựa chọn như vậy, Đạm đài Nhược Nam nhẹ nhàng nói ra, từng có rất nhiều người lựa chọn qua, vì thiên linh giới đã từng là có rất nhiều người phấn đấu, có tiên đế không ngừng chinh chiến, có thủ tổ tranh thủ cơ hội, cũng có hải thần không ngừng phàm hiệp, tiên đế đã lựa chọn, hải thần, thủ tổ cũng đã lựa chọn, đối với thủ tổ cùng hải thần mà nói, chỉ sợ bọn họ thần bất do kỳ, nhưng mà bọn họ thậm chí nghĩ phải tranh thủ một phần hy vọng cho vùng đất này mặc dù nói phụ thân ta không hy vọng ta làm như vậy hắn cũng không hy vọng ta lưu lại nhưng mà ta là con gái chân vũ hải thần ta cũng nên đảm đương trách nhiệm ta yêu vùng đất này vì chân vũ đảo cũng tốt vì hải yêu cũng được cho nên ta hy vọng mình có thể tận hết khả năng phụ thân ta là hải thần hắn có thể đối mặt tất cả ta là con gái của hắn ta sẽ không nhục uy danh của hắn nói đến đây đạ đài nhược nam thập phần cảm khái lý thất dạ trầm mặc thật lâu qua một hồi lâu mới nói ta biết rõ ta chỉ có thể nói thời đại không giống nhau nếu là thời đại của âm nha đến lúc đó là thời đại ta nên quét ngang thời điểm nên thu hoạch ta sẽ thu hoạch đó là thời đại nhanh đón đại thế, một thời đại huy hoàng, cho tới khi ta rời khỏi, thiếu gia theo không cần dừng lại vì bất cứ ai, bất luận là hồng nhan tri kỳ quá khứ hay là huynh đệ chết trận xa trường, hoặc là ta. Đạm Đài Nhược Nam nắm chặt tay Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, thiếu gia dũng cảm tiến tới, một trận chiến đến cùng, bất kể là ai đều không thể ước thúc thiếu gia, đây là mị lực lớn nhất, đây cũng là chỗ thiếu gia đáng kính trọng hơn người khác, nếu như thiếu gia dừng lại vì ta, như vậy ta chính là tội nhân. Đạm Đài Nhược Nam nói lời này chân thành, mỗi một câu đều xuất phát từ đáy lòng. Ta biết rõ, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra ta cũng không thật sự dừng chân ta chỉ có thể nói chuyện trên đời này luôn có rất nhiều chuyện không như ý quản tri người đã từng là chúa tể cửu thiên thập địa cũng tốt người chấp trưởng càn khôn cũng xong tất cả đã qua rồi thiếu gia không cần lo lắng cho ta đạm đài nhược nam nắm chặt lý thất giả dạ hai tay nghênh tiếp lý thất giả dạ ánh mắt nói ra chương 2389, nghìn lăng phong vân đây là lựa chọn của ta cho dù thực sự một ngày như vậy ta chết trận ta cũng là không oán không hối có thể chết trận đây cũng là lựa chọn của ta lại tâm nguyện của mình cả đời này ta có thể quen biết thiếu gia có thể đi theo thiếu gia đây đã là trí nhớ tốt đẹp nhất của ta rồi, là thời gian tốt đẹp nhất đời này của ta, là thiếu gia cho ta biết thiên địa rộng lớn thế nào, là thiếu gia để cho ta biết rõ truy cầu nhân sinh, là thiếu gia cho ta biết áo nghĩa đại đạo. nói đến đây, đạm đà nhược nam đỏ mắt, nha đổ ngốc, lý thất giả dạ lau lau khói mắt nàng, vừa cười vừa nói, ngươi nhất định là thiên tri kiều nữ, cho dù không có ta, ngươi cũng có thể đi tới trình độ hôm nay, ngươi có thể đi tới bây giờ không nhất định là vì ta, ngươi đáng giá làm cho người ta kiêu ngạo, phụ thân người nếu biết, hắn cũng kiêu ngạo vì con gái mình, quản chi ngươi lựa chọn lại là kỳ vọng của hắn. cuối cùng, đạm đà nhược nam tươi cười gật đầu, cũng phải ta lại giày vò một chút xem là ra hòa không có mắt nào cuối cùng lý thất dạ ngẩng đầu lên tươi cười nhàn nhạt, nhạt nói tạo ra đại động tính xem có thể có hiệu quả hay không thời điểm hắn bày ra tư thái này đạm đài nhược nam biết rõ thiếu gia muốn làm gì nàng cũng tươi cười thiếu gia vô địch cử thiên thập địa của nàng lại trở về thiếu gia có thể đi tới cuối cùng ta biết rõ mà cuối cùng đạm đài nhược nam vừa cười vừa nói lý thất dạ nhẹ nhàng ngắc đầu nói ra cửu trung có lẽ không biết tình hình cụ thể đâu thứ này không phải hắn có thể biết nếu như cửu trung lão đầu cũng biết ta đã sớm đào sâu ba thức đất rồi ngay thời điểm mọi người chấn kinh vì chiến tích của lý thất dạ tại long yêu hải lúc này trên bầu trời long yêu hải phỡ ra ông một tiếng thật lớn vô tận hào quang bắn ra ngoài tia sáng chói mắt chiếu sáng cả long yêu hải quanh một tiếng vang thật lớn sóng biển bắn lên cao hàng tỷ trượng nhấc lên sóng to gió lớn giống như cả long yêu hải cũng lay động dữ dội trong khoảng thời gian ngắn tất cả sinh linh trong long yêu hải đều nơm nớp lo sợ tôm cá dưới đáy biển trốn đi hết sạch giờ phút này long yêu hải thậm chí là thiên linh dưới có rất nhiều người nhìn thấy một chiếc thuyền vô cùng lớn chiếc thuyền này khổng lồ như đại lục nó lập tức lúc tiến vào long yêu hải đã tạo nên sóng biển ngập trời trên long yêu hải hải loa hào nhìn thấy thuyền lớn như đại lục này có cường giả kêu to lên rất nhiều tu sĩ chưa nhìn thấy các mặt xã hội thấy cảnh tượng này càng là nghẹn họng nhìn chân chối chỉ sợ đây là thuyền lớn nhất mà bọn họ từng nhìn thấy chỉ sợ thế gian không có thuyền nào lớn hơn thuyền trước mặt này truyền thuyết là thực thế gian thật sự có hải loa hào một ít cường giả thế hệ trước thất thần nói ra tại thiên linh giới đã từng có truyền thuyết như thế hải loa hào đây không chỉ là tên môn phái nó càng là một chiếc thuyền truyền thuyết hải loa hào xây dựng môn phái truyền thừa trên chiếc thuyền tên là hải loa hào trên thực tế rất nhiều người không tin có truyền thừa hải loa hào bởi vì nó quá không thể tưởng tượng nổi một môn phái hai hải thần truyền thừa làm sao có thể xây dựng trên một con thuyền tổ địa của hải thần phải to lớn bực nào một chiếc thuyền lớn làm sao có thể dung nạp truyền thừa nhưng mà thời điểm này vào ngày hôm nay nhìn thấy chiếc thuyền lớn rất nhiều người đã tin tưởng thì ra truyền thuyết là thực hải loa hào thật sự xây dựng trên thuyền lớn oanh một tiếng vang thật lớn vào lúc này trên bầu trời có hào quang màu xanh che kín thời điểm mặt trời lên cao ánh sáng của long yêu hải trở nên ảm đạm mất đi màu sắc vốn có vị trí tỏa ra ánh sáng xanh chính là một cái hoàng tọa trên hoàng tọa là một nam tử trung niên nam tử trung niên này vẻ mặt hưng phấn hắn đang ngồi ở chỗ này hắn giống như ngồi trên trời cao nhìn chúng sinh cực kỳ nhỏ bé nhìn thấy tồn tại như thế tuy hắn không bộc phát khí tức chấn áp cửu thiên thập địa nhưng mà đã có rất nhiều người cảm giác mình như nhìn thấy thần linh trên cửu thiên nam tử trung niên trước mặt chính là thần linh lăng phong vân nhìn thấy nam tử này ngồi trên trời cao cổ thuần tứ mạch ở thâm hắc hải giật mình hoảng sợ nói ra lăng phong vân là ai vậy có tu sĩ trẻ tuổi chưa từng nghe qua cái tên này lập tức hỏi tham lão tổ hoành kích tiên đế nhìn qua nam tử trung niên kia sắc mặt lão tổ thuần dương tứ mạch biến hóa nói hắn cả đời chiến tích huy hoàng hắn cả đời có thể nói là bất bại trong đời hắn cũng chỉ thua hạo hải tiên đế mà thôi quản chi là về sao hạo hải tiên đế đã chịu tài thiên mệnh truyền thuyết lăng phong vân cũng có thể chống lại vài trăm chiêu trong tay hạo hải tiên đế cường đại như vậy có thể ngăn cản mấy trăm chiêu ẩn chứa thiên mệnh của tiên đế nghe nói như thế không biết bao nhiêu vạn bối hoảng sợ thất sắc hạo hải tiên đế chính là tiên đế tràn ngập thần sắc truyền kỳ hắn sáng tạo thiên đế môn đã từng một môn bốn tiên đế mà lăng phong vân lại có thể chống lại vài trăm chiêu của hạo hải tiên đế đây là cường đại cỡ nào đúng Lăng Phong Vân cực kỳ nghịch thiên, lão tổ thuần Dương Tứ Mạch nói ra, mặc dù nói, hắn xuất thân từ môn phái nhỏ, cả đời không tu luyện tiên đế chi thuật, cũng không có được tiên đế binh khí, nhưng mà trong thời đại đó hắn đả bại thiên hạ vô địch thủ, thẳng tới sau này gặp được Hạo Hải Tiên Đế, trong cửu giới từng có cách nói, nếu như không có Hạo Hải Tiên Đế, chỉ sợ Lăng Phong Vân có cơ hội trở thành tiên đế, nghe nói như thế, vãn bối thuần dương tứ mạch hít khí lạnh, đây mới thực là hoành kích tiên đế tồn tại nhà, Lý Thất Dạ, ngươi thiếu nợ Hải Loa Hào một câu trả lời, năm ngày sau phải cho ta câu trả lời thuyết phục, nếu không, tự anh lấy hậu quả, Lăng Phong Vân ngồi trên cao, giọng nói vang vọng cửu thiên thập địa bao quát chúng sinh đột nhiên có lăng phong vân xuất hiện mở miệng là khiêu chiến lý thất dạ lập tức khiếp sợ vô số tu sĩ thiên linh giới cho dù tu sĩ không biết lăng phong vân nhìn thấy khí thế của hắn cũng cực kỳ dọa người lăng phong vân là lão tổ hải loa hào vừa nghe lăng phong vân can thiệp vào chuyện hải loa hào đệ tử thuần dương tứ mạch hỏi thăm không không phải lão tổ thuần dương tứ mạch đắc đầu nói ra lăng phong vân cũng không phải lão tổ hải loa hào hắn cũng không phải đệ tử hải loa hào truyền thuyết năm đó lúc còn nhỏ hắn thiếu hải loa hào một cái mạng có đồn đãi nói Hắn khi còn bé Hải Loa Hào đã cứu hắn một lần, cũng chính bởi vì như thế, về sau Lăng Phong Vân kết thành huynh đệ kết nghĩa với hải thần thứ hai của Hải Loa Hà. Thậm chí có đồn đại nói, chính vì có huynh đệ kết nghĩa như Lăng Phong Vân, cho nên thôn Giang mới thành hải thần, mới được Tam Xoa kích thừa nhận. Lăng Phong Vân đã từng xuất lực không ít, thậm chí có người cho rằng Lăng Phong Vân có khả năng chỉ điểm thôn Giang hải thần tu hành. Chương 2390 Truyền Kỳ Thần Hoàng Một nói đến đây, thần thái lão tổ này cực kỳ ngưng trọng, Hải Loa Hào cuối cùng vẫn cầu cứu Lăng Phong Vân. Tại thất võ các, một lão già hấp hối nhìn qua Lăng Phong Vân ngồi trên trời cao, chậm rãi nói ra bên người lão giả này là thất hải nữ vũ thần nàng nhìn qua lăng phong vân thần thái ngưng trọng nói thất tổ truyền thuyết lăng phong vân là một trong vài người cường đại nhất thiên linh giới lão giả hấp hối này chính là thất thánh tổ của thất võ các trong truyền thuyết cũng có thể nói như vậy hắn thật sự rất cường đại thất thánh tổ cũng thừa nhận nói trong các người hộ đạo ta có chỗ kiêng kỵ chính là vì lăng phong vân hắn trẻ hơn ta huyết khí của hắn tràn đầy hơn ta lại thiếu nợ hải loa hào một cái mạng nếu như hải loa hào thật sự cầu cứu lăng phong vân hắn sẽ trả nhân tình này nhìn qua lăng phong vân ngồi trên đài cao hắn ngồi ở đó chúng sinh cúi đầu dường như bất luận tồn tại cường đại gì cũng phải quỳ bái hắn và thất tổ là như thế nào nhìn qua lăng phong vân thất hải nữ vũ thần cũng không rõ ràng với thất võ các mà nói đệ tử thất võ các đương nhiên cho rằng thất thánh tổ là vô địch trên thực tế thất thánh tổ cũng mạnh tới mức khó tin nếu không hắn cũng không thể hộ đạo cho hai hải thần thất hải nữ vũ thần ngược lại không có mù quáng nàng tin tưởng thất thánh tổ cực kỳ cường đại nhưng mà trong nội tâm nàng vẫn làm ra ý định xấu nhất chuyện này khó mà nói thất thánh tổ nói ra nếu như ta còn trẻ lăng phong vân thì như thế nào ai hiện tại ta đã là lão già khọm không dùng được thất đại thức ra tay ta cũng không biết có thể đánh tới thức cuối cùng hay không lớn tuổi huyết khí cũng không lớn bằng lúc trước nghe điều thất thánh tổ nói như vậy thất hải nữ vũ thần nội tâm dùng mình cũng khó trách thất thánh tổ muốn làm giao dịch với lý thất dạ tình huống của thất thánh tổ đúng là không bằng trước kia hắn thọ nguyên khô cạn huyết khí cũng suy kiệt theo tồn tại như thất thánh tổ đánh vài trận không có vấn đề nếu như ra tay nhiều lần chỉ sợ sẽ ra tốc hắn chết già chuyện này cũng khó trách giả hải thiên tử tin tưởng mười phần nếu như lăng phong vân thật sự hộ đạo cho hắn tranh giành hải thần khó có người ngăn cản hắn nổi lăng phong vân thật cường đại thất hải nữ vũ thần thì thảo nói hắn cuối cùng vẫn là truyền kỳ thần hoàng không cường đại cũng khó khăn uống chi lăng phong vân đã ẩn thế từ sớm cho nên hắn vẫn trẻ tuổi huyết khí thập phần tràn đầy so với rất nhiều lão bất tử lăng phong vân có ưu thế rất lớn những lão già họ như ta không dùng được thất thánh tổ cười khổ truyền kỳ thần hoàng thất hải nữ vũ thần không khỏi giật mình nói thật là có truyền kỳ thần hoàng đó là tin vì sao vẫn nói rằng trên thế gian có cấp độ thần hoàng bình thường giờ không tới truyền kỳ thần hoàng là cực hạn nhất của đại thế đạo đây mới thực sự là tồn tại hoành kích tiên đế thất thánh tổ vừa vừa nói thần hoàng trên thế gian có mạnh có yếu từ thấp đến cao theo thứ tự là đại thần hoàng thiên thần hoàng trí tôn thần hoàng cực đạo thần hoàng hoành thế thần hoàng cửu giới thần hoàng trên thực tế sáu cấp độ của thần hoàng chỉ là thế nhân phân chia mà thôi người bình thường cũng không biết trên cửu giới thần hoàng còn có một cực hạn chính là truyền kỳ thần hoàng bởi vì truyền kỳ thần hoàng này quá ít người đạt tới chính là vì như thế thế gian không có bao nhiêu người biết có truyền kỳ thần hoàng tồn tại đây là định nghĩa như thế nào thất hải nữ vũ thần cũng rất hiếu kỳ về truyền kỳ thần hoàng một ít người cho rằng chỉ là truyền thuyết, có người nói lão tổ thất võ các thất thánh tổ chính là một vị truyền kỳ thần hoàng, cụ thể đúng hay không thì không ai biết, bởi vì thất thánh tổ không nói qua việc này, đời sau cũng không ai biết, cho nên truyền kỳ thần hoàng có đúng không cũng không bao nhiêu người rõ. Thế nhân chỉ dùng ánh mắt bình thường nhìn sự việc. thất thánh tổ cười cười nói ra, mượn hoành kích tiên đế mà nói, thế nhân nói về hoành kích tiên đế, đó là người có thể ngăn cản hơn trăm triệu của tiên đế thì có thể tự xưng hoành kích tiên đế, thậm chí có một ít lão giả thiếp vàng lên mặt mình, động thủ với tiên đế, quản chi là ba năm mười triệu thua trong tay tiên đế cũng có thể tự xưng là hoành kích tiên đế, ván bối đời sau không rõ. Thật sự là cho rằng đó là hoành kích tiên đế, nhưng mà đối mặt với cường giả chân chính, đây chỉ là trò cười mà thôi. Thất Thánh Tổ vừa cười vừa nói, mặc dù nói, đa số thế nhân vẫn xưng người ngăn cản vài trăm chiêu của tiên đế là hoành kích tiên đế, nhưng mà một ít tồn tại đỉnh phong chân chính lại không thèm nhìn cách nói này, hoành kích tiên đế chính thức là thế nào? Thất Hải Nữ Vũ thần nói ra, đứng trên đỉnh phong đánh giá, nếu như muốn chính thức bản hoành kích tiên đế, vậy phải dùng truyền kỳ thần hoàng làm nơi cất bước, trên thực tế thế nhân cho rằng tồn tại hoành kích tiên đế chỉ lấy cử giới thần hoàng để cân nhắc loại cảnh giới này cũng không phải hoành kích tiên đế chân chính đây chẳng qua là có thể so chiêu với tiên đế mà thôi thất thánh tổ vừa quỳ vừa nói vậy hải thần thì thế nào thất hải nữ vũ thần hỏi trên thực tế hải thần cũng có mạnh yếu khác nhau đương nhiên thời điểm cầm tam xoa kích thì tình huống này đặc biệt rõ ràng nếu như cầm tam xoa kích mà nói chênh lệch trong đó sẽ trở nên rõ ràng bằng không thiên thủy hải thần của thất võ các chúng ta cũng không được gọi là hải thần cường đại nhất thất thánh tổ nói ra lấy hải thần cùng tiên đế so sánh nếu như hải thần có tam xoa kích nơi tay hắn cũng không phải là hoành kích tiên đế mà là chống lại tiên đế có thể sóng vai với tiên đế thật có thể sóng vai với tiên đế thất hải nữ vũ thần động dung nói chỉ có thể nói là có thể thất thánh tổ cười cười nói ra hải thần có sự phân chia mạnh yếu tiên đế cũng có mạnh yếu mượn thiên thủy hải thần mà nói đồn đãi nói thiên thủy hải thần không cần tam xoa kích nơi tay cũng có thể chiến ngang tay với một chắc tiên đế nếu như có tam xoa kích nơi tay chỉ sợ có khả năng áp chế tiên đế nhưng mà đổi lại tiên đế khác mà nói chỉ sợ lại không được đổi lại kiêu hoành tiên đế phi tiên đế phi dương tiên đế hạo hải tiên đế là tiên đế vang dội của kim chỉ sợ cho dù thiên thủy hải thần cầm tam xoa kích nơi tay muốn chống lại cũng không dễ dàng hải thần nếu tu luyện tiên thể lại thành thì sao thấy thất thánh tổ hôm nay bàn chủ đề này thất hải nữ vũ thần càng thiêm tốn giảng giáo dùng tiêu chuẩn thế nhân mà nói hải thần cùng tiên thể lại thành là như nhau đều có thể chống lại tiên đế trên thực tế trong đó có sai số